Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Mới. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xuất hiện sạt lở ở một số địa phương do ảnh hưởng của bão số 3. Mặc dù bão số 3 đã suy yếu nhưng trên địa bàn tỉnh vẫn đang có mưa lớn gây sạt lở ở một số địa phương. Sáng ngày 26 tháng 8, bão số 3 đã suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Đến 1 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2022, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh đã phát bản tin cuối cùng về cơn bão số 3. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão, từ chiều ngày 25 tháng 8, toàn tỉnh có mưa to đến rất to, gió phổ biến đạt cấp 4, 5, khu vực Móng Cái, Cô Tô, gió cấp 5, 6, giật cấp 8. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 25 tháng 8 đến 6 giờ ngày 26 tháng 8 tại một số điểm trên địa bàn tỉnh từ 76,8mm và cao nhất là 299,4mm. Để ứng phó với cơn bão số 3, tỉnh đã ra các văn bản công điện chỉ đạo cấm biển từ 12 giờ ngày 25 tháng 8, kiểm tra công tác chống bão các địa bàn huyện Vân Đồn, Ba Chẽ, các địa phương trong tỉnh thành lập đoàn công tác do lãnh đạo địa phương làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác ứng phó trên địa bàn. Tỉnh cũng đã huy động lực lượng vũ trang với 1.510 cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ và hiệp đồng lực lượng của Bộ Quốc phòng và Quân khu 3 đóng trên địa bàn, 14 xe ô tô, 6 tàu, 22 xuồng và các trang thiết bị phương tiện khác, tất cả đều sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Bộ đội biên phòng tỉnh bắn 32 quả pháo kêu gọi, thông báo cho tàu thuyền về nơi tránh trú tại các điểm quy định. Các đơn vị cũng đã kêu gọi tàu thuyền đảm bảo an toàn khu nuôi trồng thủy sản. Toàn bộ 496 tàu của tỉnh đã về nơi tránh trú lúc 16 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2022. 6.250 chiếc tàu cá các loại đã neo đậu an toàn trong chiều ngày 25 tháng 8 năm 2022. 14.502 lồng bè nuôi trồng thủy sản đã chủ động gia cố và thông tin đến khoảng 1.000 lao động tại các khu nuôi trồng thủy sản để chủ động các biện pháp an toàn chiều ngày 25 tháng 8 năm 2022. Gần 4.000 khách du lịch đều được thông tin về bão để chủ động phương án ứng phó. Trong ngày 25 tháng 8 đã đưa 500 du khách du lịch đến đảo về bờ an toàn, còn lại 364 khách có nhu cầu ở lại đảo. Địa phương đã chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tiếp đón chú đáo. Sạt lở trên một tuyến đường tại huyện Bình Liêu. Về thiệt hại, đã xuất hiện lũ trên các sông suối khu vực miền đông của tỉnh từ tối ngày 25 tháng 8. Hiện nước đang rút dần. Tuy nhiên, tại thành phố Hạ Long đã xảy ra tình trạng ngập cục bộ tại các phường Trần Hưng Đạo, Cao Thắng, Hà Khánh, Dân Chủ, sạt lở cục bộ 10 điểm tại phường Hồng Thắng, Hà Khẩu, Hồng Hải, Bãi Cháy, Yết Kiêu, Hà Trung. Thành phố đã di dời các hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng sạt lở đến vị trí an toàn, gãy đổ khoảng 50 cây xanh trên một số tuyến đường phố. Thành phố Uông Bí sạt lở cục bộ tại phường Vàng Danh, Bắc Sơn và xã Thượng Yên Công, thành phố Móng Cái gãy đổ hơn 120 cây xanh trên các tuyến phố, 20 cột điện khu dân cư, ngập khoảng 14 hectare lúa màu, ngập cục bộ khu vực Hải Hòa. Các địa phương không có thiệt hại về người. Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát tình hình trên địa bàn. Bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp tới thành phố Móng Cái gây mưa vừa mưa to và gió cấp 6 đến cấp 8. Do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu bão, trên địa bàn thành phố Móng Cái hiện đang có mưa vừa có lúc mưa to với lượng mưa trung bình tính đến thời điểm 22 giờ ngày 25 tháng 8 xấp xỉ 100mm, gió cấp 6 giật cấp 6, cấp 7. Một số cây xanh ở các tuyến phố trung tâm thành phố Móng Cái gãy đổ. Hiện nay lượng nước trên sông Ca Long vẫn ở mức trung bình. Tuy nhiên, hoàn lưu bão với lượng mưa được dự báo lớn vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây lũ lụt khi nước từ thượng nguồn đổ về trong đêm nay và ngày mai kết hợp với chiều cường. Để phòng chống bão số 3, thành phố Móng Cái đã huy động lực lượng vũ trang trên địa bàn và trung đoàn 43 với tổng số trên 1.000 người, chủ động tham gia hiệp đồng với các đơn vị trên địa bàn, sẵn sàng huy động các loại vật tư và trên 400 phương tiện máy móc, thiết bị, trang bị, dụng cụ, vật tư phục vụ công tác phòng chống bão. Thành phố cũng duy trì hoạt động của 47 chốt kiểm soát biên phòng trên tuyến biên giới. Dọc bờ sông Ca Long, trực sẵn 24/24 giờ duy trì thông tin thông suốt để kịp thời cảnh báo lũ. 21 công trình hồ đập trên địa bàn thành phố hiện đang được bảo đảm an toàn trong công tác vận hành, tích trữ nước và thoát nước khu vực hạ du. Tính đến 19 giờ ngày 25 tháng 8, toàn bộ 1.201 phương tiện tàu bè hoạt động trên biển do thành phố Móng Cái quản lý đã vào các nơi tránh trú an toàn. Tất cả 389 lồng bè nuôi trồng thủy sản chằng chống ra cố an toàn, 112 hộ dân trên lồng bè nuôi trồng thủy sản đã về bờ tránh trú bão.
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản do bão số 3 gây ra, trong ngày 25 tháng 8, thành phố Móng Cái cũng đã ra soát lên danh sách di dời toàn bộ các hộ dân ở các vị trí xung yếu có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất về nơi tránh trú an toàn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 22 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 21,6 độ vĩ Bắc, 108,2 độ kinh Đông trên khu vực biên giới Quảng Ninh, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 đến 30 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, trên đất liền, mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Chủ động ứng phó với diễn biến mưa bão, lũ quét, sạt lở đất. Văn phòng Bộ Công an có công điện số 12CD-01 gửi Ban Chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, Ban Chỉ huy ứng phó thiên tai. Các đơn vị, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ, Cục Cảnh sát Giao thông, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Ban Chỉ huy ứng phó thiên tai Công an các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa về việc chủ động ứng phó với diễn biến mưa bão, lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều ngày 25 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm, riêng Thanh Hóa 50-100mm, có nơi trên 150mm. Để chủ động ứng phó với diễn biến bão, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, Văn phòng Bộ Công an đề nghị Ban Chỉ huy UPT Công an các đơn vị địa phương: 1. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó thiên tai. 2. Theo dõi sát diễn biến của bão, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất để triển khai các phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện và điều kiện ứng phó, bảo đảm phát huy vai trò xung kích tuyến đầu của lực lượng công an nhân dân trên mặt trận phòng chống thiên tai, đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra thiên tai, sẵn sàng phương án huy động lực lượng công an địa phương, công an xã, chính quy và các đơn vị của bộ đứng chân trên địa bàn giúp nhân dân ứng phó bão, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. 3. Bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực trũng thấp có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương. 4. Chủ động các phương án phòng chống thiên tai cho cơ quan đơn vị, công an, đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai và an toàn trụ sở, tài liệu, trang thiết bị, làm việc, các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân. 5. Riêng đối với tỉnh Quảng Ninh, ngoài những nội dung trên, cần quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tiếp tục rà soát, thông báo, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền còn đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão, di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú, đảm bảo an toàn về người và tài sản trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, đặc biệt là các hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển, đảm bảo an toàn cho các công trình, cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, hầm lò, bãi thải khai thác khoáng sản và các dự án đang thi công ven biển trên các đảo. 6. Kịp thời thông tin về tình hình, hình ảnh, hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong phòng chống thiên tai, tổ chức tốt công tác trực ban, trực chỉ huy, bảo đảm quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tai, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về văn phòng bộ, số điện thoại 069-2341-042, 0913-555-323, Fax 069-2341-044.
rà soát, sẵn sàng phương án di dời dân ở khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, chủ động ứng phó với mưa lớn có thể xảy ra do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3. Các tỉnh miền núi phía Bắc đã rà soát và chuẩn bị sơ tán hơn 135.000 dân ở khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Bão số 3 đã đi vào khu vực phía tây nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 tại đảo Bạch Long Vĩ và Phù Liễn, Hải Phòng đã có gió giật cấp 7. Hồi 13 giờ vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ vĩ bắc, 110,2 độ kinh đông trên khu vực đất liền phía bắc bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, cách Móng Cái, Quảng Ninh, Việt Nam khoảng 250 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, từ 75 đến 88 km/giờ, giật cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông trong chiều ngày 25 tháng 8 có mưa bão, gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Ở khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 6, 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 mét. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo từ nay đến sáng ngày 26 tháng 8, khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khu vực Hải Phòng, Lạng Sơn khả năng có gió giật cấp 6, 7. Ở khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to và dông kèm gió giật mạnh, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 100 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm, Thanh Hóa 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và Thanh Hóa, ngập úng cục bộ tại các khu dân cư vùng trũng thấp. Qua rà soát dân số ở khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc là 135.404 người, Quảng Ninh 6.048, Lạng Sơn 18.171, Cao Bằng 3.784, Hà Giang 959, Lai Châu 9.580, Điện Biên 1.995, Bắc Giang 950, Thái Nguyên 1.137, Bắc Cạn 8.616, Tuyên Quang 527, Hòa Bình 25.160, Phú Thọ 58.477. Các tỉnh đã sẵn sàng phương án sơ tán dân theo diễn biến thực tế mưa lũ và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí xung yếu, rà soát có hơn 2.000 vị trí giao thông có nguy cơ sạt lở, ngập lụt và sẵn sàng phương án cảnh báo, tổ chức canh gác tại những khu vực nguy hiểm. Liên quan đến tình hình sạt lở đất, theo báo cáo nhanh ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, vụ sạt lở đất đêm ngày 23 sáng ngày 24 tháng 8 tại huyện Mai Sơn đã làm hai ngôi nhà bị hư hỏng, một người chết do sạt lở đất vào nhà. Nạn nhân là bà Cầm Thị Trọng, sinh năm 1968, trú tại bản Ngự Ten, xã Triển Trung. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.